Em thì khoảng độ cỡ trên 300 cây cao. Đấy, cái vườn kiểu đây thì có một vĩ đại. Phải, em ấy cũng đang phải 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 trải nghiệm xem là cái chăm chăm bón của mình nó đạt đã. Thì lúc đấy bắt đầu mới có kế hoạch, chú đang thì có kế hoạch rồi là sẽ phải kiểu gì kiểu cũng phải phấn đấu lên một vườn kiểu. Đấy, đấy. Vĩ đại. Chào tất cả mọi người ạ. Sao lại cứ ăn mời anh. Chào tất cả anh chị em đang theo dõi livestream của chị bảo Trương. Bảo tồn được cái kiểu tốt đẹp. Chị Trương đang tiếp tục có mặt tại Đông Triều Quảng Ninh, một vườn lan của một người chú cũng cùng họ, đó là chú Trương Lương. Và vườn lan của chú thì cũng ở gần với chân núi Ngọa Vân, gần với đền Liệt Trần. Vâng ạ. Chào Phạm Quang Trung. Mọi người ạ. Ở phía sau chị Trương là cái vườn lan của chú rất là đẹp. Thực sự là nuôi cây, các chú các anh nuôi cây ở đây nói là mê thật mọi người ạ. Em chào anh Nguyễn Đăng Gin. Cảm ơn tất cả anh chị em. Mọi người theo dõi live stream của chị Trương thì giúp chị Trương tăng thêm cái tương tác, giúp lan tỏa cho trên Facebook cá nhân của mình cũng như các hội nhóm. Xin cảm ơn anh ạ. Chào anh Quan, cảm ơn mọi người. Chào Nguyễn Phúc Ngôn, cảm ơn tất cả anh chị em đang theo dõi live stream của chị Trương. Đây là cái không gian ở phía trước, nhìn rất là đẹp. Tác phẩm này được đặt ở trên một cái đôn gỗ rất là đẹp đây mọi người. Đây là cây Yên Thủy à? Đúng rồi, chơi Yên Thủy. Chắc đây một số là các cây thân lá và phú thọ. Đây, phú thọ. Vườn phú thọ. Khu vực này rất là đẹp. Chào tất cả anh chị em ạ. Cây xanh mướt đẹp ghê thật. Đây là hồng yên thủy mọi người. Cảm ơn tất cả anh chị em đang theo dõi live stream của Trí Trương. Mọi người hãy lan tỏa live stream giúp Trí Trương ạ. Đây Phú Thọ. Chào anh Đương Vũ. Vườn Lan Va Trương Lương, Ngọa Vân, Đông Triều, Quảng Ninh. Đây chắc là một cái cây thân lá nào đó. Khá đẹp. Chào Tuấn Nguyễn, có anh Tuyết cho em. Chú Lương ơi, đây là cây gì đấy chú Lương ơi? À cây đấy là... phải lấy cho cháu live stream phát ở trong đấy. Đây là mít Tam Nguyên. Còn giò này là chú cấy 5 loại mít mà. Đây giò này ạ? Ừ, 5 loại nhưng mà một kỳ mít Văn Sơn là cung Ngoại Vân. Đấy. Đây giò này 5 loại mít. 5 loại mít. Gồm những mít nào ạ? Đây là Tam Nguyên này. Mít nối ngọn này. Đấy, rồi là của Hòa Bình này, mít Ngọ Vân này. Vâng. Đấy, mà cái chậu chín đầu mà chú nói chuyện với cháu ấy. À thế ạ. Ở kia cháu qua chậu chín đầu kia cháu quay. Thế còn đây là tác phẩm Mắt Trâu Lưng Xanh. Mắt Trâu Lưng Xanh. Ám Mắt Trâu Lưng Xanh. Chào Nghĩa Loan. Vâng ạ, cảm ơn đồ gỗ Quang Huy. Có tem chú đọc số điện thoại để cho anh em có thể số biết số số nhà chú ở đây. Có. 0348694899. Để chú treo cái này thì nuôi ra. Cảm ơn anh Tuấn Mạc Văn. Mà cái giò này nó to quá. Đây số điện thoại của chú Trương Lương đấy ạ. Để anh chị em nếu mà có nhu cầu gì về những cái sản phẩm mà hôm nay chị Trương live stream thì có thể liên hệ trực tiếp với chú. Cái giò này, giò mít này rất đẹp. Đây là chậu gì đấy chú? Mọi nhìn chú Lương ơi. Đây là trầm tím với lại trong này là khi trồng trầm đỏ chú
ký vào để chú làm tác phẩm chú chơi. Nhìn cái hình ảnh này rất là đẹp. Đấy là cái cây trầm rất là bình thường thôi. Có hai loại trầm. Nhưng mà có thể nói rằng là cái cách trồng của chú nó nhìn nó rất là, phải nói là nó có một cái sức cuốn hút nào rất là hay đúng không ạ? À, chú giới thiệu một số cái sản phẩm cây lan trên vườn mình. Vâng. Nói chung là nhà vườn thì rất nhiều giống. Vâng. Riêng mình thì chơi lan mình là được 5 năm. Nhà vườn thì mình cũng khi nghỉ công tác thì mấy năm sau là mình ở nhà, thế nên là mình cũng rất đam mê cây lan, bởi vì là thông qua một số em nhìn thấy rất đẹp mà từ năm 99 đấy, 2019 đấy, 2019 là bắt đầu mình chơi, thế và đến bây giờ mình mới gây dựng được cái vườn, tuy rằng nó cũng không được to được rộng mà quy mô thì nó cũng mê tuổi rồi, cho nên là cũng rất yêu thích cây hoa lan đấy, và tạo một cái quang cảnh sân chơi để mình chăm bẵm cây lan trong cái lúc tuổi cao rồi, nó thành cái sân chơi rất vui. Thế và cũng một phần nữa là bảo tồn những cái cây giống, ví dụ như là đến bây giờ nhà vườn thì kể ra thì từ hàng tím, hàng thân lá và hàng mít đấy là gia đình nhà vườn là vẫn cứ lưu giữ. Vâng. Đấy, chứ chưa bỏ đi một thứ nào, kể cả là đen rô. Vâng. Rồi thậm chí là giả hạc Pháp, giả hạc Thiên Cung. Vâng. Đấy, rồi Phú Thọ, HO, nói chung là mình vẫn bảo tồn và cũng vẫn đang sưu tầm giống, là đến bây giờ nhà vườn cũng mới có điều kiện là sắm lên được đến Bảo Duy. Bây giờ bây giờ mới có điều kiện đúng không ạ? Vâng. Thực ra ngày trước nó cũng đắt thật chú ạ. Vâng. Khó để mà sưu tầm được một cây đấy. Là, vâng, xin chào mọi người, là mình cũng giới thiệu qua là nhà vườn của mình là Trương Lương cũng như là cháu Chính đã giới thiệu. Đây chú đi phía trước thì mà vào sâu vào trong thì. Ừ. Vâng. Đây là tác phẩm bồng lai này. Vâng. Đấy, đẹp quá. Tác phẩm bồng lai là kỳ 52 đấy. Vâng, kỳ 52 đấy ạ. Đấy, kỳ 52 đấy. Đấy, còn đây là Thảo Nguyên 2 này. Đấy. Thế còn tác phẩm này là Hồng Yên Thủy này. Ai dạ, nhìn Hồng Yên Thủy là một mà đẹp ghê đây mọi người. Nhìn như này đã có sức sống, đã yêu rồi. Mà kể cả cây Thảo Nguyên 2 đấy. Nhiều anh em có thể là có khi là bỏ đi, có thể không nuôi trồng đâu. Nhưng mà nếu mà vào nhìn cái vườn như thế này thì đúng là bản thân cháu cũng phải xem xét lại đấy. Đấy, nên là mình bảo tồn rất nhiều. Đây là như Ruby này. Vâng, năm trắng ruby. Nhất chi mai đây. Đây là nhất chi mai thì giò lại rất đẹp. Thế nhất chi đây, mai. Bây giờ mình mới sắm được một chút ba cây bảo duy này. Đấy, bây giờ mới sắm được ba cây bảo duy này. Đấy, và bên cạnh là một cây bình dương. Vâng. Đấy, và cây này là Juliet. Vâng. Cái này là hồng trương chi. Vâng. Đấy, cây này là cố hương. Đấy. Bên này là Vĩnh Khang. Vĩnh Khang, còn đây là hai cây người đẹp không tên. Đấy. Và đây là cây trắng mắt châu. Đấy. Và đây là hoa hậu xứ Mường. Vâng. Còn đây là Nhật Hạ. Đấy. Cái thân này là thân nhất chi mai đây. Đấy, giống của cháu Tuấn kỷ niệm đây. Đấy. Đấy. Và đây là Hồng Lâm Hải. Vâng. Đấy, Hồng Lâm Hải rất đẹp. Đấy, mình rất là yêu cái thân lá của Hồng Lâm Hải. Vâng. Đấy. Hoa nó đẹp mà. À. Vâng. Thế còn đây là năm cánh trắng hồng tiên sa. Vâng. Đấy. Đấy là đấy, thế còn đây là năm cánh trắng Minh Vũ. Vâng. Đấy. Thế còn đây là cây hoa hậu xứ Mường. Vâng. Đấy, và đây là xòe. Vâng. Đấy, còn hoa hậu xứ Mường của chú Đang đây. Vâng. Đấy, và bên đây là một dãy bạch tuyết giống mà lấy giống của vườn An Xanh, chú Châu Tân. Vâng. Đấy. Thế còn bên đây là những tác phẩm Phú Thọ. Đấy, là ý định của nhà vườn là đã vào trọng như này, dồn của kỳ 52 vào để chăm bẵm mà đến từ giờ đến tháng 9, tháng 10. Đến thời điểm mà làm hoa Tết được thì nhà vườn sẽ làm thành tác phẩm. Vâng. Để coi là cho ra hoa để phục vụ mọi người yêu lan chơi Tết.
Thì chú năm ngoái là chú làm, thấy chú đang bảo chú làm hoa được rất tốt đúng không? Năm ngoái thì chú làm thử nghiệm. Vâng. Năm thứ hai, đầu tiên thì chú làm hai giò. Thì được một giò Phú Thọ và một giò Đại Tướng vào Tết, được đúng Tết. Vâng. Thế và năm vừa rồi thì chú làm tổng số là hơn 40 chậu. Vâng. Thế nhưng mà đạt được có 25, 26 chậu. Vâng. Cả Phú Thọ rồi là cả Đại Tướng, rồi một số mặt hoa tím nữa. Vâng. Thế nhưng chỉ đạt được khoảng độ 60% thôi. Vâng. Thế còn 40% thì nó còn trục trặc một số cây kỹ thuật là do cây lon. Thế rồi là do cách làm của mình nó chưa được chuẩn, cho nên là không đạt được nhiều. Đấy. Năm nay thì chú có tự tin nhiều về cái việc làm hoa Tết không? Và cái kỹ thuật thì chú mới lại chú Thành với cháu Tuấn ấy. Vâng. Thì là mới lại vườn lan của chú Đăng Tuấn ấy. Vâng. Thì cũng có kế hoạch năm nay là nếu như mà trong vườn của chú ấy, chú nhận định là chú chỉ có khoảng độ cỡ 70 giò. Vâng. Thì là có khả năng là như tầm này thì vâng, đến Tết thì nó sẽ đánh cây để cho mình làm hoa được. Vâng. Thế còn lại là nếu như mà không chăm bẵm từ giai đoạn đầu như thế này thì đến Tết là nó không đủ thời gian cho cây nó tích cái dưỡng chất đấy để nó phân hóa mầm hoa. Vâng. Đấy, mình tác động vào để phân hóa mầm hoa thì chú hy vọng rằng là Tết năm nay đấy, các chú đang nhận định là sẽ có cái kỹ thuật có thể là rút kinh nghiệm nhiều hơn, nó sẽ đạt cái hiệu quả là đến 70-80%. Vâng. Đấy là hy vọng như thế. Chủ yếu cây Phú Thọ. Chủ yếu cây Phú Thọ, và đây là những dàn Phú Thọ mà cái định hướng của các chú là vẫn cứ ương và chăn nuôi. Đây cả một dàn này là đều Phú Thọ. Thì năm sau mình đỡ phải mua giống cây đấy, cây to rồi. Thôi. Đấy, thì vâng, là cái kế hoạch là của các chú là như thế. Nhiều anh em thậm chí là họ không nhân giống thì họ sau lại phải mua lại mà. Thế còn đây là những tác phẩm Bạch Tuyết mà chú làm theo cái ý tưởng của mình là chào Thanh Đặng, như một con chim con chim hạc bay. Đấy. Đây là phần này là phần đầu. Rất nhiều anh em hướng phần đến này là phần đuôi. Thế và đôi cánh. Vâng, đúng. Đấy, đúng. Để gọi là làm sao mà tạo lên một cái tác phẩm nó có một cái ý nghĩa một tí. Vâng. Để cho ngành lan là tung cánh cùng mọi người là bay lên. Vâng, đấy, vâng và bay cao. Vâng. Bay xa hơn nữa. Đấy. Bạch Tuyết đấy. Đẹp quá, chú nuôi quá đẹp đấy. Thế còn thì cũng là cái không gian này rất là cũng không quá lớn. Mọi người nhìn xem ở phía trên là cái khoảng cách giữa mái với dưới lưới và dưới đất như này nó cũng không cao quá đâu. Nhưng mà nó rất là mát nhỉ chú nhỉ? Ở đây cho cảm thấy nó mát đấy. Đấy. Chắc là gần đây ở đây là nó thuộc thung lũng, nó gần với các cái dãy núi của Hòa Vân. Cũng nên là từ đây mà vào đến cổng đền Sinh ấy thì khoảng độ 3 cây. Vâng. Vào đến chân Hòa Vân thì khoảng độ cỡ 7-8 cây. Vâng. Thế nên là cũng gần, cái khí hậu thì nó cũng so với lại chỗ vườn chú Thành nó cũng chênh lệch không đáng kể. Vâng. Đấy. Cho nên là cái khí hậu và nguồn nước thì nước máy ở đây thì là các chú dùng là nước của đập Khe Tre. Vâng. Cũng là cái dãy núi ở trong Hòa Vân chảy ra. Quá tuyệt vời. Đấy là cái chương trình nước và địa thế là như thế. Vâng. Đi vào trong này hơi chậm nhỉ. Đẹp quá. Vâng. Ở trong là những tác phẩm khác nữa. Cũng Phú Thọ đây này, đẹp đấy, quá nhỉ. Phú Thọ đấy, rồi là nhiều mặt hoa lắm. Vâng. Là mít này, rồi là ám lá nhựa hình quả. Đấy. Đâu giò? Ai? Đây. Mấy cái giò này đẹp thế nhỉ? Đấy. Đây. Chú ghép. Nếu mà ghép lúa hay đấy. Chú đi thế này thì đây. Ôi, chú cháu mình chịu khó tí để cho mọi người cùng ngắm với chú ạ. Đây là tác phẩm Đại Tướng, là mình mới vào chậu để chuẩn bị cho cái chương trình về sau làm hoa Tết. Đấy. Vâng. Là tác phẩm này là Phú Thọ. Phú Thọ. Phú Thọ. Đây. Đấy, tác phẩm này là Đại Tướng. Hay nhờ, đấy. Đại Tướng đây. Nằm ở trên đấy. Đúng chậu, nằm đúng trên cái khung lúa đẹp. Mình cũng nhặt được và sưu tầm một số, tự khai thác một số cái cục lúa và mua một vài cục xong rồi ý vào đây để làm tác phẩm để cho nó thêm cái tính nghệ thuật. Đúng rồi. Và chơi lan nói chung nó cũng phải có tính nghệ thuật nữa chú ạ. Bây giờ những đặc biệt những cái cây mà hướng đến tác phẩm. Thế hoa. Mà đây là tác phẩm tím yên tử. À. Tím yên tử là mình tím đã làm thành
cây một, đẹp một trái tim đấy, và một một thân làm trụ chứng tỏ là ngày chú là tâm hồn rất là nghệ sĩ đấy. Còn đây là Liễu Hoàng 28 đây. Vâng, Liễu Hoàng 28 đây. Mình vẫn bảo tồn này. Vâng. Đấy, nhiều người thì không thích lắm nhưng mà mình thì bảo tồn rất nhiều. Vâng. Thế vào bên đây là đẹp. Bên đây là cái tác phẩm này, tác phẩm Trẻ Ngọn. Trẻ Ngọn. Còn đây là tác phẩm Lá Nhựa Đình Quả. Vâng. Đẹp. Đấy, Lá Nhựa Đình Quả. Đẹp. Cái này Lục Yên. Lục Yên. Yên. Giống Lục Yên mà của chú Thành đưa anh nhưng mà chú Thành lại hết giống. Lục Yên Yên Bái. Hôm vừa rồi bắt đầu mới chú Thành mới lại lấy lại giống. Đẹp nha. Yeah. Thế còn đây là tác phẩm Lâm Cái Trắng Blue. À vâng. Đấy, Lâm Cái Trắng Blue. Vào tay chú là để thành nghệ thuật hết. Thôi thì mình cũng có thời gian và cũng yêu đam mê yêu lan. Vâng. Thế và cứ nhìn thấy cái hình thức nào nó đẹp đẹp thì mình tiến tạo một tí để. Đây là tác phẩm Lá Nhựa Đình Quả. Đẹp thế nhỉ? Đấy. Người nhìn xem lá nó sọc kẻ. Đấy, cũng như cái chậu của cháu hôm sưu tầm trên kia đấy. Vâng. Chậu gì đấy? Chậu đấy là mít ngọa vân đấy. À đây, 99 dân đây. 99 dân đấy. Đấy. Ngày vết. Là cái chậu này là chậu 52. À. Chậu 52 chứ còn chậu mẹ thì to hoa thì chú bán 6 thân chú bán rồi. À. Thế cho nên giữ lại cái chậu này Ngọa Vân là Ngọa Vân. Chú đặt tên là mít Ngọa Vân à? Đặt chú tự đặt tên là mít Ngọa Vân. Bởi vì là cái cây mít này là chú sưu tầm ở trong Gia Lai. À. Người ta gửi ra chưa có tên. Vâng. Đấy, cho nên là của Trương gì con gái ông à con trai ông Vân Lan Trương gì đấy thì là chưa có tên. Vâng. Thế nên là chú về đấy chú tự đặt tên. Đẹp quá rồi. Đấy, thế nhưng mà nguồn gốc thì không phải là một cây này. Vâng. Mà cây này về đây là đời thứ hai rồi. Vâng. Đấy, đây là có không cùng chung gốc chứ? À, đây là chung gốc. Chung gốc. Đấy hai búi khác nhau mà. À đây hai hình hai như hai thân. Ừ. À chú dòng là hai cây. Vâng. Hai cây thành chín. Hai cây thành chín. Ừ. Đẹp quá. Đấy. Cháu đang tìm những cái tác phẩm mà để xứng đáng với cái tên là gà chín cựa và sau đương nhiên sẽ tiến đến ngựa chín hồng mao. Cây gì đấy? À, cây này là cây ám cánh bầu. Vâng. Ám cánh bầu đại. Vâng. Đấy mà nguồn gốc giống là cháu Tuấn đưa đây. Vâng. Cháu Tuấn đưa để bảo tồn đây. Anh Tuấn Mặc Văn ạ. Ờ Tuấn Mặc Văn đây. Phân giá đẹp. Tuấn Mặc Văn đưa đấy là giống. Vâng. Thế còn đây là tác phẩm ám mắt trông xanh à? Không phải mắt trông xanh cái này là ám Bắc Linh hay gì đấy này. À vâng. Chú quên mất tên rồi, nó bị nhòa rồi. Vâng. Đấy. Thế còn đây là tác phẩm cảm ơn Vân Lan Xuân Tiến Xuân Tiên à. Chú phong độ và trong cây đẹp quá đấy, một lời khen tặng của chú. Chú chào Tiên nhá. Vâng. Cháu Tiên thường vào đây giao lưu mà. À thế ạ. Đây là Lâm Cánh Trắng Hà Tĩnh. Chú nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Chú năm nay 61. Đấy. Nên là nói chú phong độ là đúng thôi. Đây là cây gì đấy ạ? À, cây này là cây mít Honda. À mít Honda, thì sao gọi là mít Honda? Mít Honda là người ta đặt tên rồi. À. Chú mua về xong rồi chú dòng đấy thôi. Vâng, vâng. Đấy. Chứ cái này chú không đặt. Vâng. Đấy. Đùi gà trầm. Vâng. Cái này đùi gà trắng. Vâng. Đấy. Thế cho nên là còn đây là những tác phẩm phú thọ mà 52 là của hai anh em. Vâng. Của chú mấy Trương Đan. Vâng. Thì một số mặt hoa như tím yên tử này, rồi Lâm Cánh Trắng Bắc Giang này. Vâng. Đấy. Cả một khu này rất là đẹp. Đấy. Không gian thì không quá rộng. Thế nhưng mà phải nói rằng chú nuôi cây đẹp thật. Cây nào cũng xanh mướt, không có bệnh tật gì cả. Nói chung là để mà nói là một cây thì cũng phải kiểm soát cây một lần. Vâng. Cho đến hai lần. Vâng. Ban ngày một lần và tối một lần. Vâng. Thế và hai nữa là cái thời tiết năm nay nó cũng khốc liệt. Vâng. Vườn thì không phải là không bị bệnh nhưng mà nó cũng có hiện tượng là có lá bị ngọn bị hơi xám một tí nhưng mà mình đều xử lý qua một tuần một lần nước vôi. Vâng. Vôi trong. Vâng. Đấy, thế và phun phòng thuốc chống thối nhũn là một tháng một lần. Vâng, vâng, vâng. Đấy. Thì là nó đỡ đi. Vâng. Đấy.
Ok chú. Đấy, 52 của anh em mình đấy. Cảm ơn bác Đức Long Đường. Cảm ơn tất cả mọi người. Thời gian có hạn mà Trương đang có một vài cái việc cần xử lý, xin phép sẽ được xuống live sớm và chú Lương chào mọi người đi ạ. Và... Xin chào mọi người yêu Lan. Và... chúc mọi người mùng 1 đầu tháng mạnh khỏe, làm ăn gặp nhiều may mắn. Và... ai yêu Lan thì cố gắng phát huy, là bởi vì là mình được lắm là Hội Hoa Lan Việt Nam đã sang hội nhập mấy này Hội Hoa Lan châu Á rồi. Vâng. Và cũng đang làm các cái thủ tục để đăng ký thành viên trong Hiệp hội Hoa Lan Đông Nam Á. Vâng. Đấy, thì là mong mọi người là tiếp nối đam mê. Vâng. Và kiên trì, kiên định với cái khả năng cũng như là tình yêu hoa lan của bản thân mình, và bảo tồn giống rồi là nhân giống trăm cây cho khỏe. Và cố gắng tích cực làm sao mà học hỏi cái kinh nghiệm để làm hoa cho đúng ngày Tết, để vào đúng cái nhu cầu ngày Tết của người dân Việt Nam mình. Vâng. Sử dụng trong ngày Tết thì là cái bền vững nhất. Vâng, vâng. Đấy là cái định hướng chung của 3-4 nhà vườn anh em chúng tôi đấy. Vâng, vâng. Thì làm rất chúc là mọi người hướng. Là sẽ tìm hiểu nếu ai muốn mà tham khảo về cách thức làm hoa thì điện qua số điện thoại. Mình sẽ vui vẻ và nhiệt tình ủng hộ và tư vấn cái cách làm hoa. Vâng ạ. Đấy, vào Tết. Vâng. Đấy, xin chào mọi người. Cảm ơn chú. Vâng. Cháu thay mặt cho anh em yêu Lan đang theo dõi, chúc chú luôn mạnh khỏe và luôn hết mình với niềm đam mê, và trong tương lai sẽ làm được nhiều tác phẩm hoa đẹp. Vâng. Cũng như là có thể là kết nối rộng hơn nữa hoa lan, đem tình yêu hoa lan đến với nhiều người hơn nữa. Vâng. Chúc chú mọi điều như ý. Cảm ơn chú nhiều ạ. Cảm ơn mọi người. Và chị Trương cũng xin phép được chào tất cả anh em yêu Hoa Lan. Mà để kết thúc chuyến hành trình tại Đông Triều Quảng Ninh, chị Trương sẽ ngồi uống nước với các chú và sẽ gặp lại mọi người trong các buổi livestream tiếp theo sau. Và chúc mọi người luôn giữ vững niềm tin Hoa Lan và luôn hướng đến những định hướng lâu dài bằng việc phát triển bền vững, cùng với tạo ra nhiều những tác phẩm đẹp trong cái giai đoạn mà chưa có hoa, cũng như là tạo ra những cái màu sắc khác ngoài việc kinh tế, nó là những cái tác phẩm đẹp, những cái câu chuyện nhân văn ý nghĩa và những cái gì đó đằng sau hoa lan, và đặc biệt là việc liên kết thị trường bằng cách những cái hội tổ chức hội nhóm và tổ chức như một cái buổi như hôm qua giao lưu của các chú các anh Đông Triều, nó rất là màu sắc, rất là nhẹ nhàng, rất là bình dị, rất là nhân văn, mà nó có một cái gì đó rất là, phải nói rất là hoa lan chú ạ, chứ không có màu sắc gì là ăn chơi hưởng lạc hoặc gì cả, mà nó rất là gần gũi, đúng với cái vẻ đẹp tao nhã của hoa lan Việt Nam. Và chị Trương cũng không có thời gian nhiều lắm nên xin phép được tạm dừng livestream ở đây. Chúc mọi người hãy vững tin với tình yêu và đam mê của mình. Chào tất cả mọi người.